năng lượng tích cực hút tung thách thức, cùng Red Bull chinh phục đấu trường đường phố. Phối hợp với nhau đẹp và động tác chuẩn. Rồi bên cạnh đó có điều gì khác biệt so với những tập phát sóng trước đây về Mobaku không ạ? Đây là cái tập trước á, là mình chơi theo kiểu đường phố. Dạ dạ. Đây là cái tập này đó, mình sẽ chơi theo kiểu phim trường trong đây. Thì mình chơi kỹ năng cao hơn và nhiều cái những động tác khó hơn. Rõ ràng cái địa hình ngày hôm nay rất là mới. Và bây giờ tất cả chúng tôi đã sẵn sàng. Xin quý vị đừng chuyển kênh, chúng ta sẽ quay trở lại với vòng thi đấu đầu tiên, thách thức cá nhân. Vòng 1, thách thức cá nhân. Hai đội sẽ chia làm 3 cặp đấu, lần lượt 1 chọi 1 theo hình thức bốc thăm. Thời gian thi đấu cho mỗi cá nhân là 45 giây. Mỗi thành viên chiến thắng sẽ mang về cho đội mình 10 điểm. Quý vị thân mến, và bây giờ hãy sẵn sàng cùng với chúng tôi bước vào trận thi đấu đầu tiên, một chọi một, thách thức cá nhân. Và xin mời Việt Thi cũng như Winner sẽ dành cho 3 thành viên của mỗi đội những sự bốc thăm để chia cặp thi đấu một cách là công bằng, xem ai sẽ đấu với ai nào. Rồi xin mời các bạn sẽ đưa kết quả của mình ra. Số 1 đó chính là cặp thi đấu đầu tiên là Trương Nguyễn và Hoàng Nguyễn. Wow. Hay à, cân tài cân sức ha, cùng chiều cao, cùng với nét đẹp trai đó. Nhưng chúng tôi cần thêm một vị trọng tài nữa để hỗ trợ cùng với chuyên gia chiến đổ. Đó chính là Ben Eagle. Đây, dạ, quý vị ơi, anh này ảnh cái đơ em hồi nãy nè. Trời ơi, công nhận anh sức anh mạnh thiệt chứ, nhìn roi roi vậy chứ khỏe hơn xì biết bao nhiêu. Xin mời quý vị sẵn sàng bước vào cặp thi đấu đầu tiên, vào vị trí. Hoàng Nguyễn đến từ Northside BK và Trương Nguyễn đến từ Hai Nội. Kể từ ngày tôi gia nhập vào biệt đội của đấu trường đường phố thì năng lượng càng ngày càng tràn trề hơn, đó chính là nhờ Red Bull. Bên cạnh đó, những kỹ thuật cá nhân ngày càng hoàn hảo, đó chính là nhờ những vận động viên của đấu trường đường phố đã truyền lại cho tôi. Và bây giờ, trước khi chúng ta bước vào một phần trình diễn rất đặc sắc để chào đón khách mời đặc biệt ngày hôm nay, xin quý vị dành cho tôi ít phút để nạp thêm năng lượng. Hết pin rồi. Ê, quang. Trời, có cắt cây đơ rồi mà còn xỉu nữa là sao hả? Yếu quá vậy. Ê, trời ơi, cái ông này thiệt cái tình à. Bao nhiêu ngày qua tình yêu sắc còn xa hỡi người, để cô đơn mình ta chỉ mong một ngày kia em đến. Khắp nhân gian tiếng ca tràn hoa, dù nghe chuyện tôi rất buồn, hỡ đi em sẽ không hững hờ chuyện tình tôi. Chuyện một chàng thơ đến mãi, tình cũ tình xa xôi quá, để biển sông cuốn trôi đi tháng năm tuổi xanh, vì thật lòng anh chỉ có một chuyện tình chưa dám nói nào. Hãy hứa đi em sẽ không hững hờ. Một chàng thơ đến mãi, tình cũ tình xa xôi quá, để biển sông cuốn trôi đi. Thi Winner và đặc biệt khách mời nghệ sĩ ngày hôm nay, ca nhạc sĩ Hoàng Tân. Và Hoàng Rapper đã trở lại, tôi là MC của chương trình Đấu trường đường phố và đón chào quý vị đến với khung giờ rất quen thuộc 22:45 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 với sự đồng hành của nhãn hàng nước tăng lực Red Bull, tiếp năng lượng tích cực hút tung thách thức. Hãy sẵn sàng với những hình ảnh sôi động tiếp theo, những vòng thi đấu đầy thách thức dành cho hai đội chơi với bộ môn Parkour. Là một trong những nghệ sĩ rất là đam mê về thể thao, đặc biệt là môn bóng đá, thì anh có nghiên cứu về parkour nhiều chưa? Thực ra là bởi vì anh tuổi khỉ nhưng mà anh sợ leo trèo lắm. Anh leo trèo sợ. Đấy thôi, à, thôi. Ngày hôm nay chúng ta nhưng biết mà được nó, trong bản năng mình là mình thích nó nhưng mà mình vẫn hơi sợ, luôn là sợ, hơi sợ hiểu không? Dạ. Thôi thì mình giờ không leo trèo mà mình theo dõi các bạn của hai đội parkour ngày hôm nay có thể tham gia thi đấu và giao lưu cùng với nhau. Đầu tiên sẽ là sự xuất hiện của Hai Nội.
dữ luôn. Ngầu chưa, ngầu chưa. Chào hai nôi. Và bây giờ hãy sẵn sàng chào đón đối thủ của các bạn ngày hôm nay. Những anh chàng rất điển trai đến từ Northside PK. Xin chào Northside PK, xin chào hai nôi. Ủa, hai nôi tên nghĩa là gì vậy bạn? Tên hai nôi là do một bạn bên Singapore sang chơi ở bọn em. Thì đợt đấy bọn em chưa phải là một nhóm, thì bọn em kiểu là một cộng đồng tập parkour ở ngoài Hà Nội. Thế là các bạn đi sang, bạn bảo là muốn tập với anh em Hà Nội, thì bạn đi đọc lái ra là hai nôi. Thế là từ đó bọn em lấy luôn tên đấy làm tên cộng đồng luôn. Wow, hai nôi thì nghe âm thanh như là Hà Nội, nhưng mà thật sự đây sẽ là những âm lượng rất là cao để cho chúng ta cảm nhận được sức mạnh và năng lượng của các bạn. Có lẽ là cái chữ hai nó cũng liên quan đến cái việc các bạn luôn leo trèo trên cao. Yeah. Xin chào Trương Nguyễn ha, xin chào Đức Minh và xin chào Đức Hiếu. Rồi, bên Northside PK, Northside là từ phương Bắc đúng không ạ? Lần đầu tiên xin gửi chào tất cả anh chị và mọi người trong trường quay hôm nay. Em xin giới thiệu, em là Hoàng, hiện tại em là nhóm trưởng của nhóm Northside PK. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng. Cái công việc hiện tại của mình đang là phụ trách quản lý đối tác tại một công ty về truyền thông. Đó là một cái công việc liên quan đến văn phòng. Và nhiều khi những lúc mà mình phải ngồi văn phòng tận 8 tiếng hay là đi gặp những cái đối tác ở bên ngoài thì mình cảm thấy áp lực. Nhưng mà parkour nó đã giải tỏa cho mình hầu như là tất cả những cái muộn phiền mà mình đang phải lo về cái công việc. Hai cái thành viên trong nhóm mình trong hoàn cảnh là hôm đó là ở công viên. Nhìn ở ngoài các bạn ấy làm những cái kỹ năng rất là tốt. Các bạn đã dành thời gian rất là nhiều cho parkour. Thậm chí nhiều khi bạn phải gác thời gian học để tham gia parkour cùng với mọi người cùng nhau thành lập ra cái nhóm là Northside PK hiện tại. Chia sẻ một chút là Thịnh thì là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm của mình. Bạn ấy sinh năm 2003 thôi. Em xin giới thiệu với mọi người, em tên là Lê Đăng Thịnh và em đến từ thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Em đến với parkour chắc cũng phải gần 5 năm. Do một lần em cũng chỉ ra công viên thôi. Em thấy một số anh cũng đang tập và em thấy hứng thú và em vào em tập theo. Lần đầu tiên em được đi vào Sài Gòn. Mấy anh cũng bảo là vào thi thôi mà em cũng chưa biết là thi gì. Ông nào mà có chữ Hoàng trong người nghe trông nó ngon lành, em thấy không? Luôn ý, thật đấy. Bọn em thì không đến từ Hà Nội, bọn em đến từ các nơi khác nhau và bọn em quy tụ lại ở khu vực miền phía Bắc, nên là có cái tên là Northside PK ngày hôm nay đến đây tham gia với tất cả mọi người. Và PK chắc chắn là viết tắt của parkour đúng không ạ? Parkour là tình yêu rất là to lớn cho các bạn trẻ. Xin chào Đăng Thịnh, xin chào Hoàng Nguyễn và xin chào Hiếu Tài. Hy vọng là các bạn ngày hôm nay thi đấu với nhau với một tinh thần thật là fair play nha. Và bây giờ hãy cùng với chúng tôi chào đón một nhân vật cuối cùng mà cũng rất đặc biệt. Đây sẽ là người đưa ra những phần nhận xét và những số điểm rất là công tâm dành cho hai đội thi đấu ngày hôm nay. Đó chính là sự xuất hiện của Master Moon Parkour Chiến Đồ. Ê, wow. Một lần nữa xin được chào đón sự quay trở lại của anh Chiến Đỗ để có thể gặp gỡ những bạn trẻ đến từ rất là nhiều vùng miền khác nhau, rất nhiều nơi khác nhau nhưng cùng chung một đam mê, một tình yêu to lớn dành cho parkour. Và chúng tôi xin được chào đón tất cả quý vị đang đến với chương trình Đấu Trường Đường Phố. Khi đến với Đấu Trường Đường Phố ngày hôm nay, không biết là trọng tài, chuyên gia, ban giám khảo chúng ta sẽ dựa trên những tiêu chí như thế nào để chấm điểm cho hai đội? Mình có hai vòng, vòng đầu tiên là vòng đấu 1-1 với nhau. Yeah. Mình sẽ chấm tiêu chí là chấm động tác, vòng thứ hai là mình đấu đồng đội với nhau. Là những cái động tác mà bài phối hợp với nhau đẹp và động tác chuẩn. Rồi bên cạnh đó có điều gì khác biệt so với những tập phát sóng trước đây về môn parkour không ạ? Đây là cái tập trước á, là mình chơi theo kiểu đường phố. Dạ dạ. Đây là cái tập này đó, mình sẽ chơi theo kiểu phim trường trong đây. Thì mình chơi kỹ năng cao hơn. Dạ. Và nhiều cái những động tác khó hơn. Rõ ràng cái địa hình ngày hôm nay rất là mới. Và bây giờ tất cả chúng tôi đã sẵn sàng. Xin quý vị đừng chuyển kênh, chúng ta sẽ quay trở lại với vòng thi đấu đầu tiên, thách thức cá nhân. We'll be right back.
Vòng 1, thách thức cá nhân. Hai đội sẽ chia làm 3 cặp đấu, lần lượt 1 chọi 1 theo hình thức bốc thăm. Thời gian thi đấu cho mỗi cá nhân là 45 giây. Mỗi thành viên chiến thắng sẽ mang về cho đội mình 10 điểm. Quý vị thân mến, và bây giờ hãy sẵn sàng cùng với chúng tôi bước vào trận thi đấu đầu tiên 1 chọi 1 thách thức cá nhân. Và xin mời Việt Thi cũng như Winner sẽ dành cho 3 thành viên của mỗi đội những sự bốc thăm để chia cặp thi đấu một cách là công bằng. Xem ai sẽ đấu với ai nào. Rồi, xin mời các bạn sẽ đưa kết quả của mình ra. Số 1 đó chính là cặp thi đấu đầu tiên là Trương Nguyễn và Hoàng Nguyễn. Oh, wow. Hay à, cân tài cân sức ha, cùng chiều cao cùng với nét đẹp trai đó. Nhưng chúng tôi cần thêm một vị trọng tài nữa để hỗ trợ cùng với chuyên gia chiến đổ. Đó chính là Ben Eagle. Đây, dạ quý vị ơi, anh này ảnh cái đơ em hồi nãy nè. Trời ơi, công nhận anh sức anh mạnh thiệt chứ, nhìn roi roi vậy chứ khỏe hơn MC biết bao nhiêu. Xin mời quý vị sẵn sàng bước vào cặp thi đấu đầu tiên, vào vị trí. Hoàng Nguyễn đến từ Northside BK và Trương Nguyễn đến từ Hai Nòi. Nào, chúng ta hãy phân chia một cách làm sao thật là văn minh, hợp lý và chuyên nghiệp bằng cách quảnh tù tì xem ai thi trước. Yeah. Ủa anh Bách, anh là người con gốc Bắc á, anh biết cái này là cái gì không? Cái này là dùng để thọt. Thọt chứ đâu. Cái này là cái dùi. Cái kim. Cái kim, còn cái này cái bọc. Cái kim giấu cho bọc, không ngày lòi ra thì cái kim thắng. Nên em sẽ thi trước. Yeah, dễ thương. Hoàng Nguyễn rất đẹp trai, bạn sẽ thi trước nha. Rồi, chuẩn bị vào vị trí nào. Mỗi thành viên chúng ta sẽ có 45 giây để thể hiện được những kỹ năng cá nhân của mình thật là đẹp mắt và an toàn. Hoàng Nguyễn ơi, chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Yeah. Yeah. Wow. Rất tự tin. Rất gọn gàng. Những động tác rất khỏe khoắn và bền bỉ của Hoàng Nguyễn. Wow, rất chính xác. Wow. Anh ấy chọn điểm rơi cực kỳ chuyên nghiệp. Những pha lấy đà của Hoàng Nguyễn rất chắc chắn. Và anh ấy sở hữu được một lợi thế, đó chính là chiều cao và chiều dài của đôi chân. Yeah, chúc mừng Hoàng Nguyễn. Em đánh giá đối thủ của em là rất là mạnh, gồm những có người tập năng lượng tích cực, hút tung thách thức cùng Red Bull chinh phục đấu trường đường phố rất là lâu năm và có những skin rất là khó. Nhưng mà lần này thì nhóm đối thủ lại có một thành viên khá là ít tuổi nha. Có thể đấy là lợi thế của bọn em. Trương Nguyễn vào vị trí 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên. Rất chính xác. Wow. Oh, wow, wow, wow. Một pha tiếp xạ khá là ấn tượng. Một pha lộn nhau cũng đẹp mắt không kém. Wow! Từng pha va chạm của anh chàng Trương Nguyễn rất đẹp mắt và ấn tượng với tụi quý vị. Chúc mừng Trương Nguyễn. Xin mời ban giám khảo chúng ta đưa ra một số nhận xét dành cho phần thi đấu vừa rồi ạ. Đội thứ nhất thì mình có 13 điểm, độ mượt với độ mình đi chiêu nó nhiều, mình tạo điểm thật là nhiều hơn. Những cái cuối mình lại bị bắt sức. Hoàng Nguyễn có một động tác là đẹp nhất là phong lip là chuẩn nhất. Trương Nguyễn những cái động tác đi chuẩn lại đi ít chiêu. Bởi vì đi ít chiêu mình kém điểm hơn là bên đối phương. À đều quá. Ý động tác khó. An toàn quá. Xin các đội mình phải nhìn vô bạn của mình có đi được bao nhiêu động tác, mình phải đi đúng bao nhiêu động tác đó. À có nghĩa là chúng ta phải cố gắng hết là sức mình. Có thể là hồi nãy Trương Nguyễn chơi sương sương để làm nóng cho đội mình thôi đúng không nào? Như vậy Trương Nguyễn được mấy điểm ạ? 10 điểm. Dạ, 10 điểm. Như vậy ở cặp thi đấu đầu tiên, Hoàng Nguyễn đã tạm thời đem về ưu thế và lợi thế dành cho đội của mình. Nào, Hai Nòi cố gắng lên nhé. Xin mời cặp thứ hai bước vào vị trí. Xin chào cặp thi đấu thứ hai. Hai người cùng có chữ Hiếu trong tên của mình, đó chính là Hiếu Tài và Đức Hiếu. Nào, chúng ta tiếp tục quảnh tù tì đi hả? Ai kỳ này mình giấu cái kim với cái bọc được không? Kéo búa bao thôi nha. 1, 2, 3. Lại tiếp tục là Northside BK. Biết tại sao thắng không? Em chưa biết. Tại người ta có thói quen chơi cái kim.
Nhưng bây giờ em kêu người ta chơi kéo, người ta không quen, thành ra người ta còn mũi bao. Bao với cái búa thôi. Chúc mừng Hiếu Tài, như vậy là bạn sẽ thi trước hay nhường quyền thi trước cho Đức Hiếu? Em sẽ đi sau. À thi sau, như vậy Đức Hiếu bạn sẽ thi trước vào vị trí. Nào, hãy sẵn sàng, hãy sẵn sàng. Đức Hiếu, 3, 2, 1, bắt đầu. Yeah. Wow, bật rất cao quý vị. Rất đẹp mắt. Liên tục với những tổ hợp những rất gọn gàng. Những bay nhảy cực kỳ tự tin đến từ Đức Hiếu. Và những pha lộn nhào trên không cũng cực chuẩn. Wait. Chúc mừng Đức Hiếu. Cảm ơn Đức Hiếu. Với phần trình diễn của em May thì em thấy là chưa được ổn lắm ạ. Bởi vì cả tổng thể bài của em thì rất là ok, nhưng mà đến động tác cuối thì em lại hơi fail một chút. Đó là sự em cảm thấy là không hài lòng về bản thân mình. Chút cuối em hơi chủ quan một chút nha. Em cứ nghĩ rằng là lúc ấy là mình còn sức để làm, nhưng mà khi mà tiếp đất rồi mới biết rằng là mình đã không đủ khả năng và không đủ sức để có thể tiếp đất một cách an toàn và trọn vẹn nhất. Cho nên là em hơi buồn với phần thi của mình. Và bây giờ sẽ là lượt thi đấu của Hiếu Tài. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow. À, ngay từ giây đầu tiên anh ấy đã thể hiện được cá tính của mình. Yeah. Wow. Xoay trên không mà không cần lấy quá nhiều đà. Yeah. Đôi tay và đôi chân cực kỳ linh hoạt. Wow. Và an toàn. Một pha bật nhảy lấy đà từ xa. Chúc mừng Hiếu Tài. Gọn gàng quá. Wow. Dường như những lời nhận xét vừa rồi của ban giám khảo chỉ là lời khiêu khích dành cho tinh thần thi đấu của từng thành viên của mỗi đội qua cặp thi đấu thứ hai này. Anh Bách, anh thấy sao? Ấn tượng không ạ? Quá ấn tượng. Bách xem cả hai cái cặp thi đấu mới thấy là họ sinh ra để làm đối thủ của nhau. Cái cảm giác của mình là như vậy. Cái cặp mà đầu thì Bách thấy là các bạn ấy ngang cơ. Tại vì các bạn vừa có cái độ bản lĩnh mà vừa có cái sự cống hiến riêng của mình. Còn riêng với hai bạn sau thì Bách xem Bách cảm xúc nhiều hơn. Đặc biệt là bạn Đức Hiếu này. Đức Hiếu có thể là không có một cái màn trình diễn hoàn hảo giống như là Hiếu Tài. Nhưng mà với riêng Bách là một người mê những cái gì đó đôi khi nó hơi cháy luôn. Đúng rồi, mê cái sự cháy bỏng thì mình nhìn thấy ở cái năng lượng của Đức Hiếu ở cái phần trình diễn đó. Còn về mặt kỹ thuật thì mình không biết để mà nói. Nhưng mà các cái phần bạn làm rất là đẹp mắt và bạn ấy có nhiều cảm xúc trong đấy. Còn với ban giám khảo sao ạ? Bên Đức Hiếu những cái động tác đi rất chuẩn. Từ 1 tới 5 động tác đi rất chuẩn. Có cái động tác cuối cùng là đi hơi bị kém quá. Là kém là do là yếu cái lực xoắn mới bị queo như vậy. Có khi nào là tại vì bạn ấy gọi hưng phấn quá không? Bác nhìn thấy bạn ấy rất là nhiều cảm xúc và đang đúng thể hiện cái độ khó cũng như là cái tốc độ. Những cái động tác á mà hưng phấn nó càng đẹp hơn. Hèn chi nó đẹp. Đức Hiếu á tổng cộng á là 16 điểm. Ôi cao à, 16 điểm. Chúc mừng Đức Hiếu. Hiếu Tài á, những động tác Hiếu Tài á đi chuẩn mà không đẹp bằng Đức Hiếu. À, phải có đẹp mắt nữa ha. Những cái động tác của Hiếu Tài á, có động tác đầu tiên là one lip là chuẩn nhất. Bởi vì động tác của Hiếu Tài á chỉ được 12 điểm thôi. Như vậy là dường như là cái sự hưng phấn đó làm cho Đức Hiếu có chút sáng tạo hơn tí. Đâm ra là cái máu liều lĩnh đó làm cho động tác mình ấn tượng hơn. Còn với Hiếu Tài là sự hoàn hảo, bạn vẫn rất là đẹp mắt. Dù sao thì chính nhờ cái tỷ số đó, nhờ số điểm đó mà tỷ số bây giờ đang là 1-0. Căng quá ta. Chúng ta chỉ còn một trận đấu nữa mà thôi. Xin mời cặp thi đấu cuối cùng vào vị trí. Hai thành viên cuối cùng nha. Đức Minh nhìn rất là cá tính, phong cách. Đăng Thịnh nhìn hiền lành vậy thôi mà tôi tin chắc chắn năng lượng của bạn cũng rất là tích cực. Nào, tích cực thì quả đu tay đi ạ. Xin mời. Thế trời ơi, một phát ăn luôn. Dạ. Minh ơi, bạn muốn thi trước hay là bạn nhường quyền thi trước cho Thịnh? Đăng Thịnh có vẻ rất là nhỏ bé nên anh sẽ nhường Đăng Thịnh thi trước. Fair play. Dạ rồi. Thấy em mình nhỏ nên là quẳng luôn. Nhường. Không, quẳng luôn cục xương. Nào, xin mời các bạn vào vị trí. Nào, Đăng Thịnh. 3, 2, 1, bắt đầu. Ây cha, Đăng Thịnh sở hữu một cái thân hình rất là thon gọn nên những pha di chuyển của anh ấy cực kỳ nhẹ nhàng và dễ dàng. Wow, di chuyển cũng khá rộng trên khu vực địa hình của chúng tôi.
Nhưng quan trọng anh ấy sẽ tận dụng ra sao với những địa hình này để thực hiện những kỹ năng thật tốt của mình. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi nào. Yes. Rất cố gắng, yes. Như pha giao lộ. Wow, 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 wow. Xin cảm ơn anh Thịnh. Bắt đi. Yeah, 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 yeah. Đức Minh đã sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Rất hoàn hảo, rất đẹp mắt. Anh ấy cực kỳ tự tin và cần thêm những năng lượng tích cực đến từ các đồng đội. Rất đẹp mắt các thưa quý vị. Tôi không thể đếm được bao nhiêu vòng anh ấy đã xoay trên không rồi. Cực kỳ cá tính và rất khỏe mạnh với đôi tay và đôi chân của anh ấy. Và bây giờ Đức Minh đã thay đổi độ cao của mình. Rất khó đây, rất cao với thưa quý vị. Xoay, đá và an toàn. Tuyệt vời. À, căng quá, căng quá. Ôi mà thấy gần gần người luôn á. Đối với anh nó là một màn trình diễn. Chứ không phải màn thi đúng không? Nó không phải là một màn thi mà là một màn trình diễn. Ông này ông giống một rocker hay một rapper live với nhau. Cộng với một dancer. Pha đồ với nhau Cộng với một Spider-Man, cộng với một superhero. Nói chung là quá nhiều thứ trong một cái màn trình diễn của ông này, ông ấy ngầu. Rõ ràng là các bạn đã truyền thêm năng lượng cho ban giám khảo và khách mời đặc biệt của chúng tôi là anh Hoàng Bách. Showboy. Yeah. Em rất thích cái phong cách của Đức Minh và rất thích sự cố gắng của Đăng Thịnh nữa. Và Đăng Thịnh chính là một thành viên trẻ tuổi nhất ngày hôm nay. Mới 18 tuổi đúng không Thịnh? Anh nhìn thấy cái điều đấy trong cái phần trình diễn của cậu. Nó có cái gì đó, nó rất là tươi. Dạ, tươi mới. Rất là fresh và mộc mạc. Và em thấy không, lúc nào cũng cười. Anh thích những cái người đàn ông lúc nào cũng cười như vậy. Dạ, trước khi chúng ta lắng nghe đôi lời nhận xét của giám khảo và quyết định cuối cùng trong trận thi đấu này thì em muốn hỏi thăm Đăng Thịnh tí. Thịnh ơi, đúng là em mới 18 tuổi đúng không nào? Trẻ tuổi nhất ngày hôm nay trước khi bước vào đấu trường đường phố, có cảm thấy e dè hay là hồi hộp gì không? Hơi hồi hộp đấy. Hơi run tí. Vâng. Sao em mê môn này mà em không chọn môn khác? Em cũng không biết tại sao. Nó quấn quá. À nó quấn, là chủ động nó quấn em chứ không phải là em nghe lời rủ rê nào của bạn bè hết. Nó quấn em quá. Rồi em tìm đến ai để em có thể giao lưu học hỏi những cái kỹ năng này? Em thấy một nhóm tập ở ngoài phố đấy, là em ra em thấy em mê, em vào em tập cùng đấy. À xin tập chung. Rồi anh em thân thiết với nhau, chỉ cho nhau. Nhưng mà gia đình có ủng hộ không? Bởi vì môn này rất là mạo hiểm. Một thời gian đầu thì cũng bị cấm á, nhưng mà sau thì em cũng mở clip xem trên TV nhiều thì bố mẹ em cũng đồng ý cho em tập. Tại con anh chơi trò này anh cũng cấm luôn. Sao vậy? Sợ quá, nhưng bây giờ anh bắt đầu nghĩ lại à. Dạ đó, đây minh chứng cụ thể đây. Và chúc mừng Đăng Thịnh đã có một phần thi rất là cố gắng vừa rồi. Đức Minh, bạn đã để lại rất nhiều ấn tượng dành cho tất cả chúng tôi, tất cả ekip thực hiện chương trình bởi sự cố gắng, cá tính và sáng tạo của mình nữa. Và đặc biệt là những kỹ thuật rất là khó. Bạn đã thực hiện và tập luyện môn này được bao lâu? Mình đã tập cái môn thể thao parkour được khoảng tầm 8 năm rồi. Không biết là bạn sẽ làm công việc gì để nuôi dưỡng cái đam mê này? Công việc hiện tại của em là đang là quay phim ạ. Quay phim là cameraman nữa hả? Ủa là giống mấy anh bụng bự ngoài nãy hả? Đúng ạ. Mấy anh nhìn người ta đi, thấy chưa? Người ta quay phim, người ta đẹp trai như vậy nè. Trời ơi, săn chắc vậy nè. Wow. Vậy là có mình bạn hả? Hay có đồng đội khác nữa? Ba người chơi cùng môn parkour này với em luôn ạ. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Đào Đức Hiếu, hay biệt danh còn gọi là Khỉ Sét. Mình hiện tại đang hoạt động trong nhóm Hai Noi. Hiện tại nghề nghiệp của mình ở Hà Nội đó là quay phim. Mình đã chơi parkour được 9 năm rồi, mình đã quen được rất nhiều người tập parkour. Mấy anh em ở trong nhóm lại rủ nhau quay những clip để up YouTube. Thế là dần dần đã luyện tập cho mình thêm nhiều kỹ năng trong quay phim lẫn cả trong bộ môn parkour nữa. Mình là Minh, Lê Đức Minh và năm nay mình 24 tuổi. Bố mẹ em ngăn cản, cấm em từ rất là lâu rồi thì sẽ gắn nó với một những cái tật xấu như kiểu là tập này để trộm cắp, tập này để đi trèo tường, vượt rào, để chạy trốn các thứ. Nó thực sự nó không tốt đẹp. Mình cần đi để chứng minh cho họ thấy là đây là một môn thể thao có ích và nó không thực sự nó tệ như bố mẹ nghĩ. Xin chào mọi người, mình tên là Trương, mình đến từ nhóm Hai Noi. Năm nay mình 25 tuổi, hiện tại mình đang làm quay phim. Xưa mình có theo học ngành khai thác của trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội. Parkour nó làm cũng như thay đổi cái cuộc sống của mình, gần như là quay ngoắt 180 độ luôn. Một ngày Khỉ bảo là anh thử có thể suy nghĩ về cái sở thích của mình không? Tìm một cái nghề nghiệp nào đó mà anh thấy cảm thấy thích thú hơn là
việc anh chỉ theo cái sự suy nghĩ sắp đặt của bố mẹ. Đối với riêng cá nhân em thì parkour nó có một cái phần ý nghĩa rất là to lớn. Cá nhân em nói riêng ấy, thì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của em, ảnh hưởng đến cả lối sống của em. Nó tạo cảm giác cho em cảm thấy thoải mái. Tại vì cái ý nghĩa của cái việc tập parkour ấy, nó không phải là để show up cho mọi người thấy skin này, là thấy mình điên rồ, em thấy mình có thể làm được những thứ không mọi người không thể. Mà đối với em thì cái tập parkour này nó là giúp mình vượt qua chính mình ấy. Trong những cái lúc khó thì nó đem lại những năng lượng tích cực cho em để em cảm thấy yêu cuộc sống hay hơn. Cũng kiểu là bắt đầu từ con số 0 ấy, là từ bê đèn, bê điếc các thứ để em đi lên. Chứ em không qua trường lớp nào em học để em có thể trở thành một nhà quay phim theo đúng nghĩa. Phải làm rất là nhiều nghề để em có thể sống và tồn tại ra ngoài đời luôn, em bỏ học đại học luôn. Bố mẹ em cũng biết là mình thằng con mình nó cũng sống được, nó cũng vứt nó ra đời thì nó cũng không thể nào chết được, và bây giờ nó cũng có công việc ổn định rồi thì bố mẹ em cũng một phần nào bớt lo rồi. Hai nói đến với đấu trường đường phố lần này là muốn đưa đến mọi người cả nước biết đến parkour. Và mình hy vọng là các chú bảo vệ nếu có gặp bọn mình cũng không phải là những đứa trẻ hay là những thanh niên không có công ăn việc làm mà vào đó tập luyện và phá hoại của họ. Bố mẹ à, con không phải là một người đi trên dây nhưng mà hiện tại con đã cân bằng được cuộc sống và con rất là hạnh phúc với cái điều đấy. Mong bố mẹ ở nhà đừng có lo quá về chuyện con đi thi hay con đi tập như nào nhá. Vậy con sẽ làm tốt điều đấy thôi. Chúng tôi là hai đôi. À, như vậy là không biết là vì sao những anh quay phim lại mong muốn theo đuổi môn này mạo hiểm quá, lỡ ảnh hưởng cái chả lẽ giờ cầm cái tay gì mới cầm mới quay kỳ lắm. Mà em nghĩ là đấy đâu có một phần cá tính, tại vì cái cách nhìn của mình về môn parkour này nó đã khác rồi thì yeah. Cái cách nhìn của mình về hình ảnh về mặt khung hình thì nó em nghĩ là nó cũng sẽ khác, nó có rất đặc biệt hơn. Đương nhiên thể trạng gì anh Bách nghĩ coi, những pha mà mạo hiểm ha là mấy anh sẽ cầm cái máy quay anh nhào lộn theo luôn. Theo anh nghĩ là nó khác từ cái việc là ví dụ mình hay trồng chuối thì mình nhìn đời sẽ khác đó, hoặc là những người hay xoắn cái đầu mình thì mình sẽ nhìn thấy những cái hình ảnh nó khác hơn so với người bình thường, đúng không em? Anh nghĩ đơn giản vậy thôi. Hợp lý. Nào xin mời anh Chiến Đỗ cùng với Ben, không biết là số điểm sẽ như thế nào đây ạ? À? Đăng Thịnh. Dạ. Đăng Thịnh ấn tượng nhất là những cái động tác của Đăng Thịnh á, đi á, vừa mượt những cái động tác mà xoắn 360. Dạ. Thì điểm cũng tương đối là cao. Chúc mừng Thịnh nha. Mình khoan tiết lộ cái điểm. Còn với thì, Đức Minh thì sao ạ? Đức Minh á, đi quá chuẩn. Mà những cái động tác cuối lại không chuẩn, tại dùng quá sức. Dạ. Mình không còn sức nữa để mình làm động tác cuối mà điểm cũng vẫn cao. Nhất là pha cuối nhảy tượng rất là cao. Ấn tượng nhất. Dạ. Số điểm của Đăng Thịnh là bao nhiêu ạ? 13 điểm. Và số điểm của Đức Minh là 17 điểm. 17 điểm. Như vậy là Đức Minh với phần chiến thắng này, bạn đã đem lại ưu thế, đặc biệt là tỷ số 1-0 sau khi kết thúc vòng 1. Chúc mừng hai nồi. Nhưng đừng chủ quan, bởi vì đối thủ của chúng ta đó chính là Northside BK cũng rất mạnh ngày hôm nay. Xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay với vòng 2 thách thức đồng đội. Năng lượng tích cực hút tung thách thức cùng Red Bull chinh phục đấu trường đường phố. Kính thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với đấu trường đường phố và hãy sẵn sàng với game thứ hai. Vòng thứ hai này dành cho môn parkour sẽ cực kỳ hấp dẫn, bởi vì các thành viên trong mỗi đội sẽ kết hợp nhuần nhuyễn cùng với nhau thật là ăn ý, ghi thật nhiều số điểm. Khi trải qua vòng thi đấu đầu tiên, đội Northside BK được 10 điểm và đội còn lại đó chính là Hai Nòi được 20 điểm. Chúng ta chỉ cách nhau có 10 điểm mà thôi. Vòng thi đấu thứ hai này, chúng ta sẽ có cơ hội để tăng thật nhiều số điểm. Trong đó sẽ có 20 điểm dành cho kỹ thuật, 20 điểm dành cho độ mượt mà qua các động tác và 30 điểm rất ấn tượng nếu như chúng ta hoàn thành xuất sắc được cả một chặng hành trình với một chuỗi động tác có nhiều thông điệp trong đó. Cái tiêu chí mà anh mong chờ nhất ở phần trình diễn này là gì? Thật là tốt. Phải thật tốt, tốt mọi mặt luôn. Đúng. Riêng với anh Bách, tiêu chí của anh là thật là tốt luôn. Là cháy hết máy đó. Đạp hết gas. Nói chung là đã gọi là thật là tốt rồi, không còn gì để nói hơn nữa. Vâng. Là tốt nhất trong khả năng của mình.
với tất cả các bạn và sáng tạo nhất, đam mê nhất, bởi vì cái việc mình xuất hiện ở đây không phải tự nhiên mình có mặt ở đây, nên hôm nay nếu mà là một cái cơ hội dành cho mình thì mình hãy thể hiện hết, cháy hết mình tất đi cả cái gì team của mình có. Ok, let's get it. Em rất thích sự sáng tạo của anh Bách và hãy tích cực trong phần thi đấu này, và theo đúng với luật chơi, đội đang có ưu thế đó chính là Hai Nồi sẽ thi trước. Xin mời. Vòng 2, thử thách đồng đội. Mỗi đội có 2 phút để thể hiện phần thi đấu của mình. Ban trọng tài sẽ dựa trên các tiêu chí để chấm điểm tối đa theo 3 mức sau: 20 điểm cho kỹ thuật, 20 điểm cho độ mượt của các động tác, 30 điểm cho hình thức trình diễn của bài thi. Chúc phật. Sao lại có thể nhẹ nhàng như thế ạ? Tại sao? Wow! Woo! Xong đấu! Rất là ăn ý. Wow. Wow. Hey. Wow. Căng. Yeah. Wow. Cao, rất là cao ạ. Let's go. Woo! Finish. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Đó chính là Hai Nồi. Rất là ấn tượng với hàng loạt những động tác, những pha phối hợp cực kỳ ăn ý của ba thành viên của Hai Nồi. Đây sẽ là một áp lực, một lời thách thức thực sự dành cho đội đối thủ của họ, đó chính là Dorsai PK. Let's go. Dorsai PK. Liên tiếp là những tổ hợp phối hợp với nhau. Những chàng trai đỏ của chúng ta đang rất là nhiệt huyết ạ. Ok, pha lấy đà. Wow, yeah. Rất thuận mắt. Wow. Một tình huống dàn xếp ạ. Cô cúi đầu hay ngẩng đầu? Bình tĩnh thôi ạ. Wow. Chúng ta sắp đến với một pha kỹ thuật rất khó mọi người. Nhìn xem có thành công không? Wow. An toàn rồi. Tuyệt vời. Một pha dàn xếp nguy hiểm. Trời ơi. Anh Hoàng nghe mát mát óc luôn á. Một tràng pháo tay dành cho Dorsai PK. Quá ấn tượng, quá ấn tượng. Sao anh quýu còn chút xíu vậy anh Bách? Sao vậy? Anh sợ điều gì trong pha hành động vừa rồi? Anh không biết điều gì xảy ra trong cuộc đời mình, tại sao mình lại nhận lời. Không biết tại sao mình lại nhận lời làm chui vào đấy để ông Minh lộn qua. Là ông ai biết đâu, tưởng mời ra để thưởng thức hay gì để chứng kiến. Hóa ra làm chướng ngại vật.
Wow, nhưng mà rất ấn tượng, chúng tôi vẫn đảm bảo được cái nét đẹp trai của chính mình. Rất là ấn tượng ha. Tai qua nạn khỏi. Có những gái nó gọi là anh thật sự ngu ngốc. Thì phải tuổi trẻ mình phải trải đời, đúng không? Và bây giờ sẽ là đôi lời nhận xét đến từ ban giám khảo, các chuyên gia và trọng tài của chúng tôi. Anh Chiến Đỗ, mỗi tiết mục như vậy đều có một cái nét đẹp riêng, sự ấn tượng riêng. Thì không biết là thang điểm của mình như thế nào rồi ạ? Là cái đội đầu tiên á, thì đi bài á, cũng hơi rời rạch chút đó. Là cái kết nối á, cái kết nối nghĩa là giữa các cái đúng phần rồi, với nhau. Những cái động tác với nhau nó còn bị hơi rời rạch chút xíu. Đúng rồi. Nhưng mà em thấy có rất nhiều pha hành động được phối hợp rất là ăn ý, như là cả ba thành viên cùng bay trên cao vậy nè, rất là đẹp mắt. Nhưng mà còn tính cái độ khó thì như thế nào chứ? Cái độ khó gì cái đội đầu tiên á, chút sẽ nói. Đội thứ hai á, ba thành viên, vì cái phối hợp đầu tiên mới đầu vô thì nó cũng mượt mà lắm. Tới phần nữa cái là bắt đầu nó bị rời rạc. Mai là có những cái động tác cuối cùng gỡ lại. Cái việc chưa ăn ý đó em có thể thông cảm được, bởi vì PK là đội có nhiều thành viên ở nhiều độ tuổi khác nhau. Có nhiều bạn thì đã vào nghề rất là lâu rồi, có nhiều bạn giống như là bạn Thịnh chẳng hạn, cũng mới vào nghề, bạn mới 18 tuổi mà. Đâm nào việc ăn ý và hiểu ý nhau cần phải có một khoảng thời gian nữa. Và không biết là với thang điểm 20, 20, 30, với từng thang điểm như vậy thì anh sẽ dành cho mỗi đội như thế nào ạ? Xin mời trọng tài. Đội hai nôi mình có 55 điểm. 55 điểm, xin chúc mừng các bạn. 55 trên 70. Dạ, 55 trên 70. Not sai, mình có 42 điểm. Xin cảm ơn giám khảo, cảm ơn trọng tài, cảm ơn các chuyên gia, cảm ơn Hoàng Bách. Và tổng điểm sau 2 vòng thi đấu của đội Not sai PK là 52 điểm. Chúc mừng các bạn. Tuyệt vời. Của đội Hai Noi cũng rất hay, 75 điểm. Chúc mừng Hai Noi là đội tích cực ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là giải thưởng dành cho đội về nhì ngày hôm nay, đó chính là Nó Sai PK với ba thành viên rất là trẻ tuổi và điển trai. Một chiếc cúp lưu niệm, một kỷ niệm chương mà chương trình Đấu Trường Đường Phố xin trao tặng cho các bạn. Cảm ơn sự nỗ lực và cố gắng của các bạn rất nhiều. Tặng đội trưởng. Wow, xin chúc mừng Nó Sai PK. Và bây giờ xin mời anh Hoàng Bách nè, anh Ben và anh Chiến Đỗ sẽ cùng nhau trao những chiếc nón chiến thắng dành cho ba thành viên của đội Hai Noi, bởi vì họ đã giành được một tấm vé vào đêm gala Đấu Trường Đường Phố. Xin mời. Và cũng hy vọng là đội Not Sai PK cũng sẽ đến đêm gala để ủng hộ tinh thần cho đội Hai Noi. Và hy vọng các bạn sẽ giành được giải cao nhất của Đấu Trường Đường Phố đêm thi cuối cùng. Cảm giác của em hiện giờ rất là vui, rất là mừng, bởi vì cả đội đã cùng nhau bước tới phòng gala, rất là tuyệt vời. Rất may là đội của em là gồm anh Trương và bạn Minh là với em là đã tập với nhau cũng được rất là lâu rồi, cho nên chúng em đã có cái sự hiểu nhau và đi diễn cùng với nhau rất là nhiều. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi ngày hôm nay.